lạnh tay buốt tay là và nhiệt độ ngoài trời nha. Đây 13 độ C nè. Và tương lai thì với tình cảnh như thế này thì chắc có lẽ mít là không thể nào tiêu thụ được luôn. Đúng rồi, tại giờ tại lý do là mít ra nằm lâu quá, bây giờ là bắt đầu hàng nó bị xuống cấp, nó bị hư thối, là buộc chủ hàng phải quay đầu bán nội địa. Thì giá tầm là bao nhiêu một ký anh Linh? Cũng như bữa khi nay anh em tài xế cứ quay đăng lên rồi thấy giá mít nó khoảng 5-7 nghìn một ký. Dạ buổi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hồ cùng với lại em Phong đang có mặt tại một trong những địa điểm tập kết của xe container ở cách cửa khẩu Hữu Nghị chừng 5 km, và sau lưng Bùi Hồ là có hàng trăm chiếc con container đang tập kết chờ ở đây. Thì theo ước tính thì mỗi một chiếc container như thế là khoảng 20 tấn nông sản và với giá trị là 200-300 triệu đồng. Và mỗi một ngày như thế thì Việt Nam mình chỉ xuất khẩu qua Trung Quốc 5-10 chiếc container như thế. Riêng mặt hàng thanh long thì Trung Quốc lại không chịu nhập khẩu, lý do là cho rằng là thanh long của Việt Nam nhiễm Covid-19. Hiểu được khó khăn đó thì hôm nay Bùi Hồ cùng với em Phong Bụi không ngại thời tiết rất là lạnh 13 độ C lặn lội ra đến nơi này để quay cho cô bác quý chị xem về những cuộc sống của những anh em tài xế container đang giải quyết những vấn đề khó khăn như thế nào nha cô bác quý chị. Mời cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ và em Phong Bụi nha. Hai anh em thì đang đi tìm một cái người anh là anh Linh đang ở đây khoảng gần 20 ngày hả Phong ha? Hơn 20 ngày ăn ngủ ở đây để mà đang chờ qua bên kia cửa khẩu để xuất khẩu nông sản. Lạnh tới mức mà hai cái tay phải thụt vô như này, tê buốt luôn anh. Đây cô bác quý anh chị có thấy đưa tay rồi không còn một miếng máu. Và để chứng tỏ điều đó đi, lần đầu tiên mà cảm nhận cái cảm giác mà lạnh tay buốt tay là và nhiệt độ ngoài trời nha. Đây 13 độ C nè. Mỗi một ngày như thế mà chạy cái tiền xăng không là mỗi chiếc container là phải tốn tiền nhiên liệu là 400.000 tiền dầu, chưa kể tiền ăn uống của các tài xế. Thì mỗi một ngày như thế thì đậu ở cái bãi tập kết như thế này là khoảng 1 triệu đồng. Quá trời xe luôn ha. Ở đây thì chúng ta mới thấy được xe đang đậu chờ ở đây nè. Ở đây nè. Dạ chào cô bác quý anh chị, thì hiện tại Bùi Hồ và em Phong Bụi đang có mặt tại bãi xe tập kết của xe tải các nông sản của nông dân. Và hôm nay thì đến đây rất là vất vả thì Bùi Hồ mới gặp được anh Linh, là một tài xế công chở hàng từ miền Tây ra đây. Anh là một người Bình Định. Mấy anh Linh đã đậu đây khoảng 15 đến 16 ngày rồi, và hiện nay hàng vẫn chưa qua được bên biên giới Trung Quốc. Và để hiểu thêm về cái cuộc sống của người của anh Linh cũng như là những tài xế công đường dài đang tập kết ở đây như thế nào, mà cô bác quý chị và cùng em Phong đi cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ và em Phong Bụi nha. Đây là một cái xe công mà chở hàng nông sản, không biết là nông sản gì. Bây giờ anh Hồ lên trước ấy, em sẽ leo lên và trò chuyện với mọi người ha. Xe công thì ở bên trong khá là rộng nha mọi người. Em chào anh Linh ha. Dạ. Anh Linh, xe mình đang chở mặt hàng gì anh Linh? Em đang chở mít à? Chở mít. Em nghe anh em tài xế có chia sẻ là xe của mình hiện giờ là đang bị ùn ứ là bao nhiêu ngày rồi? Em ra đây nữa nay nữa 17 ngày rồi. 17 ngày rồi. Tính ra là hơn nửa tháng rồi. Vâng, hơn nửa tháng. Dự kiến là khi nào hàng của mình sẽ được đến lượt sang cửa khẩu Trung Quốc? Dự kiến nếu như mà nhanh thì chắc khoảng 7 ngày nữa. 7 ngày nữa. Vâng. Hiện giờ mình bóc số thứ tự xếp hàng lần nào chưa? Số thứ tự của em thì 3164. Và cách khoảng bao nhiêu số nữa tới lượt mình?
còn cách khoảng 800 số nữa. Còn lâu. 17 ngày qua thì anh ở đây anh thấy như thế nào? Nói chung thì anh em tài xế thì ra đây đồ ăn thức uống thì có tiệm người ta bán, mua về tự túc tự nấu tự ăn. Dịch tình hình dịch bệnh quá thì cũng không dám đi đâu, không dám giao lưu nhiều. Vậy là mình tự nấu ăn tại ngay bãi xe này luôn? Đúng rồi, tự nấu. Ở đây là người ta cho phép nấu không? Vẫn cho phép nấu. Em thấy là người đồng hành với anh Linh là anh trai tên gì? Anh Thuận. Anh Thuận hả? Anh Thuận là ở chiếc xe này là anh mở cái này ra cho bình thường người ta hay đẩy ra như này, một cái giường cho tài nằm à? Ở trên nằm nó chặt không? Không, một giường này. Mỗi tháng á, nếu mà chuyến hàng thuận lợi là mình phải đi mất 3 chuyến một tháng đúng không? Đúng rồi, còn hiện giờ là khoảng 3 chuyến. Đến thời điểm bây giờ mà gần một hơn nửa tháng rồi mà chưa được hàng đi thì phải tính luôn tháng này là chỉ một chuyến một thôi. Đúng rồi, tình hình như hiện tại bây giờ thì một tháng thì anh em chạy được một chuyến một. Chuyến này mình được tiền công bao nhiêu anh? Một chuyến thì một tài được 5,5 triệu. 5,5 triệu. Vậy là hết cái khoảng tháng này là thu nhập chắc chắn là ước chừng là khoảng 5,5 triệu thôi. Đúng rồi. Hôm nay ăn uống có hụt không? Nói chung là tiền ăn thì ăn uống thì anh em ăn vẫn đủ, không có thiếu hụt bao nhiêu. Anh Hồ thấy là với mình á, chỉ cần 2-3 ngày mà không làm gì thấy nó khó chịu rồi. Đây cứ nằm 17 ngày, mà 17 ngày đâu phải nằm không đâu, phải lo cả cái hàng nó có bị hư hay không, nó có chín hay không nữa. Thì chật vật lắm. Mỗi một ngày như thế thì nhiên liệu mà để chạy cho cái hàng đông lạnh ở ngoài sao là tốn bao nhiêu tiền ha Linh ha? Một ngày thì chi phí bến bãi, ăn uống rồi dầu máy lạnh nữa thì em tính trung bình nó tầm khoảng cỡ 2 triệu. 2 triệu. Thì anh có chia sẻ rằng là anh khoảng còn 800 tài nữa mới tới đến lượt mình. Đúng thì rồi. Mỗi một ngày như thế thì qua cửa khẩu bên Hữu Nghị á thì bao nhiêu chiếc xe anh ha? Tình hình thì không biết ở trên cửa khẩu là một ngày đi qua được bao nhiêu chiếc xe, nhưng ở dưới bãi chờ đây thì một ngày thả xe từ dưới đây lên cửa khẩu khoảng 100 chiếc xe. 100 chiếc xe thì anh ước tính là nhanh nhất thì là 800 chiếc. Được anh đó. Nằm ở 800 thì là khoảng 8 ngày. Vâng. Em với lại em Phong Bụi có nhận thấy một điều là trên cái đoạn đường mà tụi em đi từ thành phố Lạng Sơn đến đây đó, có những cái mặt hàng như mít thì lại bán giải rác ở khắp đầy đường là như thế nào anh ha? Đúng rồi, tại giờ tại lý do là mít ra nằm lâu quá, bây giờ là bắt đầu hàng nó bị xuống cấp, nó bị hư thối, là buộc chủ hàng phải quay đầu bán nội địa. Thì giá tầm là bao nhiêu một ký anh Linh? Cũng như bữa khi nay anh em tài xế cứ quay đăng lên rồi thấy giá mít nó khoảng 5-7 nghìn một ký bán của nội địa mình. Có nghĩa là bây giờ chủ hàng thì họ bỏ mít luôn, họ bỏ luôn thì đúng mình rồi. Tự bán để mình bù lại cái chi phí tiền cước mình. Đúng rồi, có chủ hàng thì họ bỏ luôn, họ bảo là tự bán tự coi thử lời được bao nhiêu, thì có lời thì chuyển cho họ ít, mà không lời thì lấy đủ cước là được rồi. Bỏ luôn anh. Vâng. Nếu mà mọi giá mà dám mua anh ở thương lái mua khoảng 10 ngàn để bán cho Trung Quốc ấy, thì một cái xe như vậy là khoảng 220 mấy triệu, bán 5 ngày thì được có phân nửa 101 triệu đi. 101 triệu thì một cái chuyến hàng mà sang Trung Quốc phải 140 tiền cước đúng không? Vẫn lỗ. Đôi khi thì tùy theo chuyến, anh em này ra có chuyến thì 120, 130, những anh em mà đi ra sớm hơn thì 80-90 triệu cũng có. À, tùy theo thời gian. Đúng rồi, tùy theo thời gian. 17 ngày rồi và chờ thêm 8 ngày nữa. Cái khó khăn nhất của mình trong cái sinh hoạt ở đây là gì hả Linh ha? Cái khó khăn nhất ở đây là anh em là nói chung đồ ăn nước uống vẫn đầy, đồ ăn vẫn đầy đủ, nhưng mà nước sinh hoạt hàng ngày còn bị hạn hẹp. Ở đây thì lấy nước từ đâu? Đa số anh em đi trên đường ra thì xe nào cũng có phi nước, thùng nước để bơm vào rồi ra đây để sinh hoạt, tắm rửa, nấu ăn, nấu uống. Vậy là mình xin anh em. Vâng. Mỗi một chiếc xe công như thế thì đều có nước dự trữ hết anh? Đúng rồi anh, xe nào cũng phải có bình nước để dự trữ, để ra bến ra bãi còn có
tắm giặt rửa lấy. Ừ, và chiếc xe của mình thì bao nhiêu lít nước, chứa được bao nhiêu lít nước hay lên hơn? Như xe em hiện tại thì em bắt hai phi nước được 400 lít. 400 lít, 400 lít là xài được tầm 2 ngày, hơn 2 ngày ạ, nếu mà xài thoải mái á. Dạ, 400 lít thì anh em ra cũng xài tiết kiệm thì cũng được khoảng 1 tuần ạ. Nghe anh Linh chia sẻ mà giống như lúc mà Phong có thường đi Hoàng Sa thì giống như cuộc sống giống như là những anh chiến sĩ hết. Tăng tiện nước đó. Nhân tiện này thì chắc lẽ mình cho mọi người xem cái không gian sinh hoạt của máy anh ha. Em thấy là mới bước lên là đã thấy sẵn hai thùng mì gói rồi. mì chua cay. Cocomi. Rồi sau lưng thêm thùng nữa. Là chắc dự trữ thêm tháng nữa sao mà làm hai thùng vậy à? Mới là mới hôm qua là bãi đất đây, là bãi đậu xe đây là cũng có tổ chức tặng quà cho anh em tài xế đường dài. Ai là người tặng? Chú bãi với ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc. Tặng cho mỗi người là một thùng mì. Mỗi người một thùng mì, một thùng nước lọc và kèm theo đó là có dầu gậu, xà bông, khăn lau mặt, kem đánh răng, xà bông tắm. Nói chung thì vậy anh em nó cũng mừng. Không những giải cứu nông sản mà còn hỗ trợ thêm những tài xế đường dài những cái khó khăn trong sinh hoạt. Anh có thể cho em xem về những cái thiết bị sinh hoạt của anh như là nồi niêu xoong chảo trong xe mình được không anh Linh? Dạ được. Xong không? Mình để đâu ta? Mình để đâu? Đó ở dưới thùng đường ở dưới. Cho em xem với nha. Dạ. Dạ. Mình xuống dưới. Cầm cái này. Dạ. Đây là những cái thùng hàng chứa những cái đồ sinh hoạt của máy nem. Đây là vừa là không gian ăn uống nè, không gian nấu nướng và không gian sinh hoạt luôn. Ồ, có mấy cái bàn ăn hả? Vâng, có bàn, có ghế. Ghế, 4 cái ghế này, một cái bàn nè. Rồi góc bên đây là bếp. Anh Hồ chia sẻ cho bà con biết là có những cái gia vị gì vậy? Ở đây thì mình nhận thấy có nồi niêu xoong chảo cũng khá là đầy đủ. Nhưng ở đây thì hôm nay thì anh dùng với lại cái món đó là cá miền Tây gọi là cá hỗn hỉnh. Anh kho nghệ hả anh? Vâng, cá gì đây anh? Cá gì anh Linh? Cá đây là ở theo như Bình Định là gọi là cá chốt. Cá chốt xong. Ở dưới này thì anh sẽ dự trữ ga dưới này nè. Bên đây thì gồm có nước mắm, dầu ăn, một cái sóng chén và tất cả các đồ nêm nếm ở bên đây. Thì ở trong đây thì anh sẽ nấu cơm bằng nồi cơm nấu ở trên bếp ga này luôn ha. Khá gọn ha. Đối với những tài xế đường dài thì không thể thiếu cà phê. Cũng khá là gọn. Rồi rửa chén sao anh? Nước rửa chén thì có nước bên đây. Không gian đó, góc đó là góc rửa chén này, có đồ rửa chén kìa. Cái xe công này là cũng là bạn anh luôn hả? Vâng. Anh em đi trên đường anh em quen biết ra gặp nhau nấu ăn. Vậy thì đồ gia vị của anh thì mang qua chung xe bên này luôn. Gộp chung. Đúng rồi, hai xe gộp chung lại để dành đỡ nấu ăn. Trung bình ví dụ mỗi ngày như vậy là mình đi chợ và cơm gạo nó khoảng bao nhiêu tiền? Một ngày đi chợ cơm gạo thì ở đây thì đồ ăn nó cũng hơi mắc, giá thì chắc cũng gấp đôi của thị trường, cho nên một ngày hai xe ăn uống nếu như mà sáng trưa chiều thì một ngày còn gần 1 triệu. Gần 1 triệu là 4 anh em. Đúng rồi, 4 anh em. Thì mọi người thấy những cái món ăn rất đơn giản, cá kho rồi mắm muối vậy thôi, nhưng mà khá tốn kém tại vì đây là một cái nơi vùng biên và nhu cầu của tài xế rất là nhiều, cho dẫn đến là giá cả nó tăng lên. Mình coi lại một lần nữa cho mọi người xem ha. Góc bên đây nè, mọi người sắp xếp khá là gọn, có cả hành phi luôn hả? Chia làm hai tầng đó không? Ấm trà. Cái này là mỡ hay là dầu? Cái đó là dầu mà nó lạnh quá giờ đông lại luôn. Ồ, thấy không? Dầu ăn á. Y như là mỡ á. Dầu mỡ quá lạnh.
ở trên này hiện giờ nhiệt độ nó đang xuống khá là thấp. Hiện thời điểm bây giờ anh em mình đang trò chuyện là 13 độ C. Thì mấy ngày trước nghe nó lạnh lắm hả? Đúng rồi, mấy ngày trước là nhiệt độ lúc sáng sớm là còn 6 độ C. 6 độ C. Có một cái điều nữa là chạy xe công lạnh thì anh phải thường xuyên ra thăm đo nhiệt độ ở trái cây. Rồi canh nhiệt độ thì lúc nửa đêm mình có ngủ tròn vẹn cái giấc ngủ không? Hay là phải chở giấc dậy để vô kiểm tra? Nói chung là không ngủ trọn vẹn được. Tại do là mình cứ mình canh giờ, ví dụ như 2 tiếng, 3 tiếng mình phải dậy chạy mới làm. Nhưng có khi là 1 tiếng. Mặt hàng mic thì nó cũng đỡ hơn ha. Mấy tiếng là mình kiểm tra lại lần. Không, mic thì chạy theo chip. Chip điện tử, chip giấy thì buộc phải chạy 24/24. Máy nổ liên tục. Vậy là mình để đây rồi mình canh ở trong kia chứ có hay mở thùng để vào xem không? Có, nhiều lúc phải mở thùng cong ra đỡ lên xem độ đáy. Bây giờ thì trái cây của mình 17 ngày qua thì nó ổn chưa hay là nó có dấu hiệu gì không? Nói chung thì dồn ở bờ ngoài thì nó xuống cấp, nó bị đen rồi. Nhưng mà còn trong sâu thì không biết là làm sao. Không biết là em tụi em xin được xem ở bên trong được không? Có ảnh hưởng gì không? Nhiệt độ không ta? Dạ không. Cho em khoảng 2 phút thôi. Tại vì không dám xem lâu, nó mất đi cái độ lạnh đi. Bây giờ thì mình cùng với anh Linh đi vào bên trong xem những cái quả mít mà suốt 17 ngày qua anh em tài xế cố gắng giữ làm sao đảm bảo chất lượng hàng nó tốt nhất. Và ngay tại đây thì hiện giờ các cái bãi xe mọi người đang tiếp tục mở rộng ra để cho những cái xe container có thể đậu trong cái tương lai sắp tới thì những hàng nông sản, những cái mặt hàng nông sản ở miền Tây sẽ đến cái mùa thu hoạch và xe sẽ ở đây sẽ có khả năng là sẽ phủ kín cả bãi đất. Và cái sự nhiệt độ đang xuống khá là lạnh cho nên dẫn đến là mấy anh em tài xế còn đốt củi để xông giữ nhiệt độ kìa. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong thùng container cho mọi người xem thử những quả mít như thế nào nha. Mít do là đây là mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc cho nên là phải bao bọc dán nhãn hiệu theo cái yêu cầu của thương lái bên Trung Quốc, cho nên là phải đặt cái hình ảnh nhãn hiệu của họ, cho nên là mình sẽ thấy là những cái nhãn hiệu chi tiết chữ Trung Quốc. Phong có để ý đây là một cái khu giống như là một cái khu dạ chiến đó không? Dạ. Một cửa được anh. Thơm ghê ha, mít chín á. Đang có dấu hiệu là nó đang rất chín. Nó chuyển sang mùa đường rồi, mùa đường là nó muốn lên men rồi. Tí anh. Dạ. Lên mình bán cái này nữa. Anh em nắm tay em nè. Nó cứ thế. Đây là một cái quả mít suốt 17 ngày bị kẹt ở cửa khẩu và đang chuyển sang cái màu khá là xấu. Tương lai khoảng 8 ngày nữa những quả mít này mới được sang Trung Quốc và không biết là giá thương lái có chịu mua hay không. Chuyển sang màu đen rồi. Ở đây Phong có nhận thấy được cái điều gì không? Quả mít á. Chuyển sang màu không đen có dấu hiệu sơ khô lại. Khô. Ừ. Để quá lâu á. Ở đây là bao nhiêu tấn hàng anh Linh? 25 tấn rưỡi. 25 tấn rưỡi. Cách đây khoảng 2 tuần trước thì tụi mình có đến miền Tây và chứng kiến cảnh mà thương lái ở miền Tây thu mua mít của bà con nông dân á với giá là 1.000 đồng một quả, là 1.000 đồng một ký. Và hiện giờ thì giá mà thương lái mua được đưa sang Trung Quốc thì lên đến 10.000 cộng luôn tất cả các chi phí vận chuyển. Và tương lai thì với tình cảnh như thế này thì chắc có lẽ mít là không thể nào tiêu thụ được luôn. Và có thể là chỉ sử dụng nội địa. Đó, những quả mít như thế này đang hư, đang dấu hiệu hư hỏng rồi nè. Mà để giữ được lạnh á thì mọi người phải rất là canh rất cực, phải dùng bạc một kia lên ha. Mấy tiếng đồng hồ là mình kéo bạc lên kia để cho nó giữ lạnh ở phía này. Đây là lúc đầu nó lấy gió ra cho chip, tại do cái cong nó dài. Cái đó chạy đúng độ rồi thì giữ bạc.
thì bây giờ thì cũng đã mọi người đã thấy là tình trạng ung ứ cửa khẩu rồi, khả năng nông sản là sẽ khó có cái đường tiêu thụ, và đây là một trong những nghịch cảnh mà mấy anh em tài xế hiện giờ đang khá là lo lắng. Cảm ơn anh Linh rất là nhiều, thôi mình đi xuống đi để cho xe giữ luôn. Đến cái cảnh này á, lại nghĩ đến những người nông dân ở miền Tây sắp sửa lao đao thật sự. Tại vì hiện nay thì đa số người dân ở miền Tây đều trồng nông sản thanh long, mít cũng như là xoài. Và đặc biệt là ở tỉnh Đồng Tháp của anh á, từ xa là ngồi đến đây mới biết cái cảnh của những người tài xế đường dài khó khăn như thế nào, và nông dân ở đằng sau đó cả một cái vấn đề quá trình cần giải quyết ở đằng sau đó, đó là nông sản cần phải xuất khẩu. Vì nông sản không xuất khẩu được thì người giá mít lao xuống và người nông dân sống rất là lao đao đến thời điểm này, cô bác quý vị. Thật ra thì mình là một người miền Tây nhưng mà trồng không có trồng nông sản, nhưng mà rất cảm thấy xót xa khi em Phong đã từng chứng kiến là mít mỗi một ký chỉ có 1.000 đồng. Vậy thì thời gian tới